tham vọng của Tổng Trọng bị đổ vỡ, từ đức trị hóa thành công an trị. Tuy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hô hào khẩu hiệu rằng họ là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cái đuôi xã hội chủ nghĩa được xác định là hoang tưởng. Tuy nhiên, pháp quyền không phải là hoang tưởng, mà là một mô hình nhà nước đã và đang tồn tại khá phổ biến trên thế giới. Những nhà nước bị đảng chụp mũ là tư bản dễ chết hoặc tư bản bóc lột, đa số đều là nhà nước pháp quyền. Trong một nhà nước pháp quyền, luật pháp được thượng tôn và nhà nước là công cụ của luật pháp. Còn với Việt Nam, luật pháp là công cụ của đảng, không có thứ luật nào có thể đứng trên bộ chính trị, là tổ chức siêu quyền lực đạp lên trên mọi lợi luật pháp. Đã độc tài toàn trị thì không thể có pháp quyền, bởi vậy đây là hai thể chế đối lập với nhau. Tuy nhiên, với bản chất lừa bịp nên đảng vẫn giao giảng về nhà nước pháp quyền để mà du ngủ toàn dân, để họ lên giọng đạo đức và bắt dân phải biết ơn đảng. Nhà nước pháp quyền là mục đích mà mọi đất nước trên thế giới này đều hướng đến và rất nhiều quốc gia đã có được. Tuy nhiên, đây lại là giấc mơ xa vời với người dân Việt Nam. Ở Việt Nam, pháp quyền chỉ tồn tại dưới dạng khẩu hiệu mà không có giá trị thực tế nào. Có thể nói, ngày nào chưa giải thể Đảng Cộng sản thì ngày đó Việt Nam chưa thể có nhà nước pháp quyền. Người Cộng sản không có định hướng, không có chiến lược hiệu quả nào để xây dựng đất nước, mặc dù miệng họ vẫn ra giả định hướng và chiến lược. Nghĩa là họ mù lòa không thấy hướng đi, nhưng vẫn tự vỗ là ngực sáng suốt, rồi dẫn dắt đất nước đi vào ngõ cụt bế tắc. Ví dụ như năm 2006, họ đặt mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp tiến bộ. Thực tế, mục tiêu này đã thất bại hoàn toàn. Khi mà ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, ông lại muốn dùng đức trị để xây dựng quyền lực. Khẩu hiệu thì hô hào pháp trị, nhưng ước mơ lại dùng đức trị để mà trị dân. Đức trị là một học thuyết chính trị chủ trương điều hành chính sự bằng đạo đức, xuất hiện từ thời Tây Chu, rồi được Khổng Tử đúc kết và nâng lên thành học thuyết. Nguyễn Phú Trọng sử dụng các văn bản nội bộ của đảng như Quy định số 41 năm 2021 và Quy định số 08 vào năm 2018 về đạo đức và trách nhiệm nêu gương trước khi đề cập đến pháp luật, pháp lý hay tòa án. Ông Trọng muốn xây dựng một bộ khung đức trị cho chính quyền này, nhưng rồi đến chết ông vẫn không thành công được. Ngược lại đã thất bại thảm hại. Chưa bao giờ ngành tòa án của Việt Nam lại bóp méo luật pháp và ra phán quyết tùy tiện như lúc này. Mặc dù ông Trọng luật hóa đức trị trong đảng, nhưng rồi đạo đức quan chức đã xuống cấp hết sức nghiêm trọng, từ xã, huyện, tỉnh cho đến trung ương. Hàng trăm, hàng ngàn quan chức bị lộ rõ ràng đều là những kẻ tham lam vô đạo đức. Chính bà Nguyễn Thị Doan khi còn là Phó Chủ tịch nước đã nhận xét rằng quan chức ăn của dân không chừa thứ gì. Sau cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng, chẳng còn thấy bóng dáng đạo đức ở đâu, chỉ còn một cái nhà nước công an trị hà khắc do Tô Lâm cầm đầu. Ngay cả Tô Lâm cũng phơi bày sự vô đạo đức với hình ảnh há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng, ngay vào lúc mà người dân Việt Nam trong cả nước đang phải vật lộn với đại dịch Covid-19. Hay việc ăn tiền của nhà nước mà thực chất là tiền của dân đến hàng ngàn tỷ đồng. Sau cái chết của Nguyễn Phú Trọng, chắc chắn bộ máy chính quyền sẽ mở hết công suất để mà thần thánh hóa ông ta. Bởi ông Trọng là một lãnh đạo hiếm hoi, có thể đánh lừa được nhiều người dân vì một con người cộng sản liêm khiết. Tô Lâm không thể xây dựng được hình ảnh thanh liêm như Nguyễn Phú Trọng, nên ông Tô cần phải thành thánh hóa người tiền nhiệm để nấp bóng ông Thánh mà tiếp tục trị dần. Cũng giống như Lê Duẩn, người đã tước sạch quyền lực của ông Hồ Chí Minh, nhưng lại xây dựng hình ảnh ông Hồ thành thánh để tiện bề cai trị người dân. Nhưng dù đảng có thần thánh hóa ông Trọng đi như thế nào chẳng nữa, thì thực tế hậu Nguyễn Phú Trọng cũng là thời kỳ rất đen tối. Đó là thời kỳ công an trị, cả trong dân lẫn trong đảng. Nếu không ông Trọng thì Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam sao lại có thể chìm sâu trong đêm tối như thế này được? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tham vọng của Tổng Trọng bị đổ vỡ, từ đức trị hóa thành công an trị.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cầm chổi dọn phòng cho Thủ tướng, Tô Lâm lại có âm mưu gì? Nhiều người cho rằng việc Tô Lâm nắm quyền Tổng Bí thư sau khi cho ông Trọng chết đánh dấu giai đoạn chính trường Việt Nam sẽ khốc liệt hơn, trắng trợn hơn. Những nhân vật được ông Trọng nâng đỡ trong ban bí thư là những người đã bị Tô Lâm lên danh sách trước tiên. Đây là điều dễ hiểu bởi Tô Lâm đi đến đâu thì sẽ thiết lập bộ sậu của ông ta đến đó thì ông ta mới an toàn để ngồi lên cao hơn. Ở Bộ Công an với 8 năm làm bộ trưởng, Tô Lâm đã biến bộ này thành bộ Hưng Yên để hậu thuẫn cho ông ta bước lên nấc thang quyền lực mới. Như vậy, việc biến ban bí thư thành ban Hưng Yên cũng là lẽ thường tình. Điều đáng nói là, theo nguồn tin nội bộ, trong 5 cái tên mà Tô Lâm lên danh sách để triệt hạ mới đây, lại có đến 2 người là phó thủ tướng, đó là Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà. Xem ra, Tô Lâm đang muốn dọn phòng trong chính phủ của Phạm Minh Chính, nghĩa là Tô Lâm muốn tự tay sắp xếp lại chính phủ. Trước khi bắt tay vào việc triệt hạ Trần Cẩm Tú, Tô Lâm từng đưa người vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương như một nội gián. Phải chăng Tô Lâm cũng đang làm điều tương tự đối với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính? Vào năm 2022, ông Trần Lưu Quang bất ngờ được đưa vào ghế Phó Thủ tướng thay cho vai trò của ông Phạm Bình Minh đã ngã ngựa trước đó. Cùng lúc, ông Trần Hồng Hà là người thay thế cho ông Vũ Đức Đam. Lúc đấy có 2 phó thủ tướng ngã ngựa do các đại án có liên quan đến đại dịch COVID-19 và các bên đã tranh giành nhau 2 vị trí trong đó. Ông Trần Hồng Hà được phe Hà Tĩnh hậu thuẫn, còn ông Trần Lưu Quang lúc đó chưa rõ thuộc phe nào. Sau một thời gian, nguồn tin nội bộ cho biết thêm, ông Trần Lưu Quang có quan hệ ân nghĩa mang tính gia đình với ông Tô Lâm. Cụ thể, gia đình ông Trần Lưu Quang chính là tổ ấm cho ông Tô Quyền, bố của Tô Lâm, khi ông này vào miền Nam công tác thời chiến tranh. Như vậy, mọi sự thắc mắc đã được giải thích. Trần Lưu Quang là người của Tô Lâm. Lúc 2 vụ đại án liên quan đến dịch COVID-19 bị khui ra, thì Tô Lâm vẫn đang là thuộc hạ của ông Trọng. Nguồn tin nội bộ cho biết thêm, Tô Lâm đã nhờ ông Tổng hỗ trợ để đưa Trần Lưu Quang vào ghế, sát tách ông Thủ tướng. Như vậy, Trần Lưu Quang được xem là con bài chiến lược mà Tô Lâm cấy vào chính phủ để mà quan sát đối thủ và chọn thời cơ ra tay. Cách cài Trần Lưu Quang vào chính phủ cũng tương tự như cài Vũ Hồng Văn vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đều là những con bài chiến lược mà Tô Lâm đã tính toán từ lâu. Đến lúc Tô Lâm muốn ra tay với Trần Cẩm Tú và Phạm Minh Chính, thì ông ta đã có sẵn quân nội chính ứng phó với quân ngoại hợp, tạo thành gọng kìm để đối thủ không còn đường chống đỡ. Một khi Tô Lâm đã chọc tay vào dọn dẹp chính phủ thì ắt rằng Tô Lâm không để cho Phạm Minh Chính dùng người của ông ta chám vào chỗ trống, mà chỗ trống đấy phải là người của ông Tô Lâm. Với việc lên danh sách hạ đến 5 người, có 2 người là phó thủ tướng, điều này đã nói lên tham vọng của Tô Lâm là rất lớn. Tô Lâm đã muốn hạ nốt người còn lại trong tứ trụ, người đã trụ vững trước sóng gió của chính trường trong thời gian vừa qua. Việc trụ vững trước sóng gió cho thấy sức dẻo dai của ông Phạm Minh Chính ở chiến trường Việt Nam. Vậy liệu loại ông Phạm Minh Chính là bài toán rất khó. Trước đây Tô Lâm muốn bẻ trụ, phải tránh Phạm Minh Chính để tập trung vào Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Giờ đây tất cả đã rụng rồi, Tô Lâm đã thành công thâu tóm quyền lực. Bài toán khó giờ đây là Tô Lâm buộc phải giải, có thể hậu quả sẽ khôn lường nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục tồn tại. Chúng ta xem Tô Lâm bứng trụ thủ tướng ra sao, thời gian sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin cầm chổi dọn phòng cho thủ tướng, Tô Lâm lại có mưu đồ gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.